Và các bạn, hôm nay thì mình sẽ làm món bò giò viên nha. Thì để làm món bò giò viên, trước hết ở đây mình sử dụng là nửa ký thịt bò. Mình sử dụng ở đây là khoảng là 3 muỗng bột năng. Không có bột năng mình sử dụng bột bắp, bột khoai tây gì cũng được ha. Và mình sử dụng đây khoảng là 3 muỗng nước. Nếu các bạn có nước đá thì mình cho khoảng là 2 muỗng nước đá, hai cái muỗng cơm nước đá nè các bạn các anh chị. Mình sử dụng ở đây một muỗng lưng cái cơm nước mắm ngon, nửa muỗng cà phê bột nở. Các bạn có thể mình sử dụng cái bột banh kinh cũng được luôn nha. Mình sử dụng ở đây thêm là khoảng là một muỗng cà phê hạt nêm, tiêu thì mình sử dụng một muỗng cà phê tiêu, đường thì mình sử dụng một muỗng cơm đường. Nếu các bạn tới anh chị mà nào thích đậm đà hơn chút nữa thì mình có thể là mình cho thêm một chút xíu nước mắm và mình cho thêm bột ngọt. Nếu ăn bột ngọt thì mình sẽ cho bột ngọt nha. Trước hết cái phần thịt này khi mình mua về thì các bạn, các anh chị mình không nên rửa mà mình lấy cái khăn mình lau cho nó sạch nha. Lau cái khăn sạch của mình hoặc là khăn giấy mình lau cho nó thiệt là sạch hoặc vừa ráo, rồi xong đó thì mình bể tủ lạnh, mình xắt ra nè, mình hãy để tủ lạnh, hoặc là các bạn có thể, các anh chị có thể mình để trong tủ lạnh trước cũng được. Bây giờ thì mình sẽ xắt ra rồi mình hãy để trong tủ lạnh nha. Cái phần thịt bò này mình đi chợ mình mua cái sớm ha, đừng mua trễ quá thì để lâu quá rồi cái thịt nó nguội, nó không ngon, mình làm nó không được dẻo á. Nếu mà anh chị nào mà mình thích ăn cái phần thịt bò này mà có gân á thì mình mua gân mình bỏ vô thêm ha. Rồi sau khi mình xắt xong ở đây thì mình sẽ cho vào trong cái bột mũ và mình để trong cái ngăn đá của tủ lạnh cho nó, khi mà nó đông đá nha, đông đá thành dạng những cái phần trắng trắng ở bên hông mà cho cái thịt này nó đông lại nhưng mà nó vẫn còn mềm thì mình sẽ lấy ra ha. Giờ mình sẽ để trong cái ngăn đá nha, để này chắc khoảng là 3 tiếng á, tùy theo cái tủ lạnh mà mình để nó, cái thời gian nó khác nhau. Có nhiều tủ lạnh thì các bạn dặn cái số nhỏ nhất đó thì nó nhanh đông đá thì mình để chừng khoảng là 1 tiếng 2 tiếng là nó đã đông đá rồi. Còn này tủ lạnh mình không có dặn số nhỏ nên cái phần mà phần lạnh nó lâu đông lạnh hơn á. Rồi bây giờ thì mình sẽ pha cái nước gia vị nha. Ở đây thì mình sử dụng 3 muỗng cơm nước, mình sẽ cho cái nước mắm vào, mình cho ở đây là khoảng là 1 muỗng cơm nước mắm nè. Bột nở, đây cái bột nở thì mình sẽ cho như mình nói là nửa muỗng cà phê bột nở, một muỗng đường, một muỗng cơm đường, một muỗng cà phê tiêu và một muỗng cà phê hạt nêm cho vào trong đây. Và sau đó thì mình sẽ cho khoảng là 40ml dầu. 40ml dầu thì tương đương với khoảng là chừng 4 muỗng này, 4 muỗng lưng. Nếu các bạn, các anh chị nào sử dụng muỗng đầy thì mình sẽ cho là khoảng 3 muỗng rưỡi thôi. Mình thích ăn cái mỡ heo thì mình sẽ cho cái mỡ heo vào nha. Mỡ heo hay là mỡ bò gì cũng được hết, mình cho vào trong đây, mình thay cho dầu cũng được. Sau đó thì mình sẽ quậy tan lên. Rồi ở đây thì mình sẽ cho khoảng là 2 muỗng đến 3 muỗng cái bột năng, tùy theo các bạn thích dẻo hay không dẻo.
thì mình sẽ cho ở đây khoảng là 2 muỗng nha, 2 muỗng đầy nha. Rồi sau đó thì mình cũng để trong cái ngăn đá của tủ lạnh luôn. Mình để cho cái phần này nó lạnh ha. Rồi ở đây các anh chị thấy là khi mình để cái phần thịt này nè, nó đông đá hai bên, nó có những hạt tắm nè, li ti nè, và nó đông đá như thế này nè, nó dẻo dẻo, nó đông đá như thế này nè, thấy phần đông đá như thế này thì mình sẽ lấy ra là mình đem đi mình xay nha. Tách ra như thế này nè. Đây thì mình sẽ chia ra hai lần để mình làm nha. Nó đông đá luôn nha. Mình sẽ chia cái nước gia vị này ra cũng ra hai lần luôn. Trong lần đầu mình xay thì mình sẽ xay 1 phút, khoảng là 1 phút 30 giây nha. Các bạn bấm cái đồng hồ là mình coi mình xay nha. Rồi trong cái phần lần xay đầu này nè, thì mình sẽ xay 1 phút khoảng 30 giây gì ha. Các bạn thấy là sau đó thì mình sẽ cho vào trong cái bọc và mình để trong cái ngăn đá của tủ lạnh lại nha. Mình để cái thời gian này là khoảng là tầm 1 tiếng đồng hồ cho nó lạnh thiệt lạnh. Nó có thể là nó đông đá li ti luôn thì càng tốt ha. Rồi ở đây sau khi mình để lạnh nữa nè các anh chị, mình để nó lạnh như thế này là mình xay cái thịt nó không có bị nó giòn, nó dai nha. Nếu mà mình để cho nó nguội nguội rồi cái mình xay lên cái cối nó nóng nó bị bở. Các bạn, các anh chị nào nếu mà lần đầu mình làm á, mình sẽ để cho cái thịt này nó thiệt là lạnh nha. Nó lạnh như thế này nè, hai bên đây nó sẽ đông đá nè. Đây các bạn, các anh chị thấy nè ha. Rồi mình xay là cái phần thịt này các bạn, các anh chị thấy là cái màu đỏ. Mình xay ở đây thêm là 1 phút. Lần thứ hai mình xay là 1 phút 40 giây hoặc là 45 giây nha. Cái này thì các bạn các anh chị mình bấm giờ đồng hồ để mình chờ mình coi cho nó chính xác ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiếp tục là mình xay nè. Rồi ở đây nè các bạn các anh chị mình xay cái thịt này á, thì mình xay cho đến khi mà thấy cái màu trắng nha, từ màu đỏ mà chuyển qua màu trắng. Mà nếu mà mình để lên dày nè, cái thịt nó không có giật dai, nó không được dẻo thì mình sẽ tiếp tục là mình xay lại cái lần thứ ba nha. Thì nếu mà nó khô quá thì các bạn cho nước đá vào, một muỗng nước đá vào ha. Đây thì mình sẽ tiếp tục là mình xay cái lần thịt thứ ba nha. Tại vì cái độ lạnh nó hết rồi nên mình sẽ xay, mình bỏ vô tủ lạnh cho nó lạnh lại. Cái lần này thì mình sẽ để hơn cái thời gian của lần thứ hai. Cái là thần thứ nhất thứ hai là mình có thể là mình để khoảng là 30 phút 40 phút gì á, hàng tiếng. Thì cái lần thứ ba này mình sẽ để kéo dài thời gian thêm là khoảng 10 đến 15 phút nha. Rồi cái phần này mình tiếp tục mình lấy trong tủ lạnh ra, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục mình xay thêm lần nữa nha. Mình xay cho, nếu các bạn nào xay cho cái phần này là thấy cái màu trắng nó chuyển qua màu sạch trắng á, mà nó dai nó dẻo là được nha. Và đây sau khi mình xay như thế này các bạn thấy là khi mình lấy lên nha, nó dẻo như thế này nè các bạn các anh chị, nó dẻo mà nó không có rớt xuống luôn á. Mình làm như thế này nè, nó dẻo vậy nè, vậy là được rồi nha. Thì mình sẽ lấy ra trong cái tô. Cái này là có thể là mình làm cái giò sống, giò viên gì mình nấu canh hay làm chiên gì cũng được. Nếu các bạn các anh chị chưa làm liền thì mình bỏ trong cái ngăn đá nha. Còn nếu không thì mình dò viên luôn, rồi mình hãy bỏ trong cái mình luộc rồi chín rồi mình để trong cái ngăn đá nha. Và cái lần xay này thì mình sẽ xay là khoảng là 1 phút 40 giây luôn nha. Thì nếu các bạn các anh chị mà mình có thấy cái độ lạnh là còn nhiều á, thì mình sẽ cho xay khoảng 2 phút, mình cho nó quay cái số nhỏ á. Thì
mình quay số nhỏ thì mình quay khoảng là 2 phút nữa các bạn các anh chị. Nếu mà chúng ta có cái này cái lạnh nhiều nha, lạnh ít thì mình xay chừng 1 phút 30 giây thôi. Đây. Rồi bây giờ thì mình đã làm xong, bây giờ mình sẽ lấy ra mình dò viên nha. Rồi sau đó thì ở đây mình các bạn các anh chị mình sẽ dội chuẩn bị cho mình một thao nước đá nha. Nước đá thì nó hơi lạnh lạnh thôi cũng được nè. Rồi bây giờ thì mình sẽ dò viên. Ở đây thì mình sẽ dò viên rồi mình bỏ vô thao nước đá ha. Cũng tùy theo là các bạn các anh chị mà mình sẽ ta thích cái viên bự hay nhỏ, mình phải dò theo cái sở thích của mình nha. Cho bỏ vào thao nước đá. Rồi sau khi mình dò viên xong, ở đây thì mình bắt lên một cái nồi nước cho nó sôi nha. Mình sẽ cho cái bò dò viên này vào. Mình luộc trong vòng từ 5 đến 10 phút ha, tùy theo mình dò viên lớn nhỏ nha. Rồi ở đây các bạn các anh chị thấy là cái nước nó sôi lên như thế này là bò nó cũng đã chín rồi đó. Thì bây giờ mình sẽ tắt bếp nha. Rồi nè các bạn và các anh chị, như thế là mình đã làm xong cái món bò và viên ngày hôm nay rồi các bạn các anh chị. Còn bây giờ thì mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn các anh chị trong những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Rồi bây giờ thì mình sẽ thử một viên nha, một viên thử coi nó có giòn hay là nó có ra sao ha. Cái này mình chấm với tương ớt nha. Này mình cũng mời các bạn các anh chị nha. Cái này á, bên trong là các bạn thấy, các anh chị thấy là bên trong nó rất là dai và giòn nè. Cái phần bò viên này rất là dai nha. Mình dùng đũa thì không được, để mình dùng tay thử nè. Ở đây là các bạn các anh chị thấy là mình bẻ ra như thế này nè. Mình bẻ như thế này nó rất là dai nè. Như thế là mình đã làm thành công rồi các bạn các anh chị. Nó dai như thế này là cái bò viên của mình nó rất là đạt nè ha.